Xin kính chào quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ban chấp hành, quý hội đoàn, đoàn thể và cộng đoàn dân chúa. Trong những giây phút cuối cùng của mùa mộng, trong tâm tình khát khao đón chờ ngày Chúa đến và trong niềm vui của toàn thể nhân loại, hân hoan đón chào một điều khi Chúa sinh ra làm người, một siêu tác con người không thể hiểu thấu được ngoại trừ một lý giải căn bản cuối cùng, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Trong đêm hồng ân, đêm nhiệm màu này, chúng con ca đoàn Tam Biên, ca nhóm Triều Thứ Bảy xin được cùng với tâm tình này, cùng với mọi người cao dâng chào đón Chúa hài đồng qua hai nhạc phẩm Giáng sinh sẽ được trình bày sau đây. Trước hết là một sáng tác của nhạc sĩ Louis Lambelot, một danh tài nhạc sĩ người Bỉ sáng tác vào cuối thế kỷ 18, đầu 19, sáng tác trong độ tuổi 15 và qua đời vào năm 27 tuổi. Bản nhạc được nhạc sĩ Hoài Chiêm chuyển lời Việt và được ca đoàn khắp nơi trình diễn với tựa đề Đêm Vui Mừng. Nhạc bản được viết ra như một câu chuyện kể chi tiết về thời điểm khi con người còn đang mơ màng trong giấc mơ ngủ, con Thiên Chúa đã giáng trần và chính những người chăn chiên, những người cùng khổ, thấp hèn và bị chê nhất trong xã hội đã được thiên thần loan báo tin mừng đầu tiên. Đây cũng chính là thông điệp của con Thiên Chúa đến trần gian để cứu chuộc, để nâng người thấp hèn lên hàng danh tước. Người đến để khai hoa kết ngôi, đến để giải thoát nhân loại, đến để mang hòa bình cho thế gian, đến mang niềm vui cho con người, như điệu nhạc muôn thuở với tiếng chuông ngân vang đón ngài. Thank you.
dưới ấm tình yêu cho những tâm hồn người mạnh, hạnh phúc cho người giàu có và phúc lành cho người cậy trông. Thiên Chúa giáng thế mang lại niềm vui vô bờ đến muôn loài, ngay cả trên trời cũng vui theo với nỗi hoan lạc này. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đêm nay con Chúa giáng trần, đêm nay Thiên Chúa thực hiện lời hứa của người khi thủa đất trời còn hoang vu, thủa con người đã phản bội lại người. Nhưng đêm nay Ngài xuống trần mang theo món quà quý giá nhất cho loài người, món quà tình thương tuyệt vời, món quà cứu rỗi, một tuyệt tác vô tiền khoáng hậu. Thiên Chúa trở thành con người phàm, hóa thân thành người tầm thường nhất, sinh ra trong hang bò nhừ nghèo khó, lạnh giá. Đêm nay đêm cực thánh, đêm huyền diệu, đêm xuân quên, đêm đất trời giao mò, đêm điện màu Thiên Chúa làm người. Dưới thế, cả trái đất bừng lên hoan ca mừng ngày Thiên Chúa ghé thăm dân người. Xin mời cộng đoàn cùng im lắng để hòa quyện với toàn thể địa cầu qua nhạc phẩm ca vang mừng Chúa giáng sinh, nhạc và lời của nhạc sĩ Ngọc Linh. Thank you.
Chúa khi con chúng